đề xuất chuyển đổi dự án Him Lam thành nhà ở xã hội. Cập nhật giá chung cư quận Hai Bà Trưng. Minh bạch hóa thị trường nhà đất. Thưa quý vị và các bạn, cùng với nỗ lực xây mới 1 triệu căn nhà ở xã hội, mới đây thành phố Hà Nội vừa đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến về điều chỉnh hàng nghìn căn hộ thương mại của Him Lam tại quận Long Biên thành nhà ở xã hội, giúp người thu nhập thấp có thêm cơ hội tiếp cận. Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tái định cư và thương mại Him Lam Phúc Lợi tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội duyệt chủ trương đầu tư tháng 6 năm 2018 cho công ty cổ phần Him Lam. Dự án có quy mô 13,4 ha, gồm căn hộ thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư theo đặt hàng của thành phố. Tổng vốn đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng. Sau đó, Him Lam đã đề xuất Hà Nội cho chuyển toàn bộ dự án này thành nhà ở xã hội, giữ lại 20% quỹ đất tại dự án để kinh doanh thương mại nhằm thu hồi vốn đầu tư. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết cần Bộ Xây dựng xem xét cho ý kiến trước khi điều chỉnh chủ trương của dự án theo đề nghị của chủ đầu tư. Trước đó, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố đã thống nhất chủ trương đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận về nguyên tắc chuyển dự án Him Lam Phúc Lợi thành nhà ở xã hội. Thưa quý vị, với chủ đề kiến trúc tạo lập không gian bền vững cho cộng đồng, triển lãm Expo Kiến trúc 2023 do Bộ Xây dựng phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã và đang thu hút đông đảo khách tham quan. Là triển lãm chuyên ngành duy nhất tại Việt Nam giới thiệu những thành tựu về kiến trúc của quốc gia trong thời gian qua. Bên cạnh đó, thảo luận về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06 NQTU của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các hoạt động của Expo Kiến trúc cũng nhằm nâng tầm, đổi mới công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa thực tiễn, tầm quan trọng của định hướng và mục tiêu phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, bền vững, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng hình ảnh kiến trúc Việt Nam hòa nhập với kiến trúc khu vực và thế giới. Quận Hai Bà Trưng tọa lạc tại vị trí liên kết vùng huyết mạch và thiết yếu của thủ đô, nên chung cư phân khúc bình dân tại đây được rất nhiều người tìm kiếm. Chung cư Amber Riverside 622 Minh Khai hiện có giá 29,5 triệu đồng một mét vuông, tương đương từ 4,5 tỷ một căn trở lên. Chung cư Sunshine Garden đường Dương Văn Bé hiện được giao dịch với giá 1,6 tỷ đồng một căn. Chung cư Skyline số 125D Minh Khai, các căn hộ hiện có giá từ 2,1 đến 3,7 tỷ đồng một căn. Chung cư Imperial Sky Garden số 423 Minh Khai, diện tích các căn hộ từ 58 đến 108 m2, giá bán hiện nay khoảng 2,3 tỷ đồng một căn. Với sự phát triển của cơ sở hạ tầng và tiện ích đô thị, giá bất động sản tại quận Hai Bà Trưng luôn ở mức trung bình cao so với thị trường. Tuy nhiên, xu hướng thị trường hiện nay cho thấy nhu cầu bất động sản tại các quận nội thành như quận Hai Bà Trưng sẽ vẫn tăng nhanh trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt đề cương đề án, đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thành phố Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại 3. Quyết định này đã khiến giá bất động sản tại Vân Đồn biến động. Năm 2019, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 102 NQCP về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Đồn trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Thời điểm này, giá bất động sản tại đây đã tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, mới đây, ngày 7 tháng 9, ngay khi Ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn ký quyết định thành lập thành phố Vân Đồn xếp hạng đô thị loại 3, cùng với Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên, Tiên Yên là một trong 8 thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Ninh, việc này khiến giá bất động sản giảm mạnh và đang trở về đúng giá trị thật. Tuy nhiên, người dân vẫn nên kiên nhẫn, không vội vàng xuống tiền ngay lúc này. 79 thửa đất trên địa bàn huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông sẽ được đấu giá vào ngày 25 tháng 9 tới. Cụ thể, 49 thửa đất thuộc khu vực ký hiệu DO21, DO22 và DO23, khu trung tâm cụm xã Nâm Nung, huyện Krông Nô. Diện tích các thửa đất từ 165,3 đến 622,1 m2 với giá khởi điểm từ hơn 250 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng một thửa. Buổi công bố giá sẽ được tổ chức vào sáng 25 tháng 9 tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Nâm Nung. Sáng cùng ngày, 19 thửa đất thuộc thôn Phú Hưng, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô cũng sẽ được đem ra đấu giá tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Quảng Phú.
diện tích các thửa đất từ 195,7 đến 230,2 m2, giá khởi điểm từ hơn 188 triệu đồng đến trên 469 triệu đồng một thửa. Chiều 25 tháng 9, 11 thửa đất thuộc khu vực rừng trồng xã Đắc Sô với diện tích từ 132,5 đến 737,1 m2 cũng sẽ được đấu giá với mức giá khởi điểm từ trên 167 triệu đồng đến hơn 668 triệu đồng một thửa. Tất cả 79 thửa đất nói trên đều có hình thức đấu giá bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Thưa quý vị, theo nhiều chuyên gia, thì thị trường bất động sản từ nay tới cuối năm khó có những dấu hiệu bứt phá. Ngay cả ở những đô thị như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, vốn được xem là có giao dịch sôi động, cũng không tránh khỏi được thực tế này. Tại thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến đầu tháng 9 năm 2023, nguồn cung mới phân khúc căn hộ ghi nhận sự sụt giảm mạnh, còn hơn 250 căn, bằng 19% so với cùng kỳ. Tại phân khúc nhà phố, biệt thự, dù nguồn cung mới được đánh giá là khởi sắc, đạt 100 căn, tăng 16 lần so với tháng trước, nhưng cũng chỉ bằng 33% so với khoảng cùng kỳ năm 2022. Hạn chế quỹ đất sạch, khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn mới, các rủi ro về vấn đề pháp lý là nguyên nhân dẫn đến sự khan hiếm nguồn cung mới. Dù vậy, thì việc điều chỉnh các chính sách liên quan đến tín dụng bất động sản, tháo gỡ các khó khăn về thủ tục pháp lý dự án của chính phủ và các bộ ngành được kỳ vọng sẽ mang lại những tín hiệu tích cực cho thị trường trong thời gian tới. Kính thưa quý vị, việc chính phủ quyết liệt yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu thành lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất cho thấy chính phủ không muốn chậm trễ hơn nữa trong công cuộc minh bạch hóa thị trường nhà đất, góp phần quản lý, giám sát một cách đầy đủ và trọn vẹn hơn thị trường bất động sản thay vì chỉ dừng lại ở sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai và đất nền dự án như hiện tại. Về bản chất, sàn giao dịch quyền sử dụng đất không phải hoàn toàn mới, nhưng chắc chắn sẽ là sự bổ sung nhằm quy định và kiểm soát một phần lớn sản phẩm bất động sản, bao gồm toàn bộ các phân khúc bất động sản, không chỉ riêng nhà ở đang bị bỏ ngỏ trên thị trường. Đến giờ này, rõ ràng hoạt động giao dịch bất động sản, quyền sử dụng đất còn rất nhiều khuyết điểm. Trong đó, nguy hiểm nhất là thiếu ổn định, thiếu minh bạch, chưa có sự liên thông với thị trường sản xuất khác. Hệ thống thông tin yếu kém dẫn đến hạn chế việc tiếp cận nguồn lực đất đai cho nhà đầu tư. Về phía nhà nước, tuy là cơ quan quản lý nhưng không thu thập được đầy đủ các dữ liệu, thông tin giá đất, giao dịch thực tế trên thị trường, dẫn đến những khoảng trống các yếu tố thực tiễn để quay ngược lại phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về giá đất. Thì trong cái thời gian vừa qua, cái việc mua bán, trao đổi và giao dịch các cái quyền sử dụng đất thì diễn ra không được có cái sự kiểm soát và dẫn đâu đó thì dẫn đến cái tình trạng là sốt đất và làm giá. Và bên cạnh đó thì cái hiện tượng trốn thuế xảy ra thường xuyên, phổ biến là giao dịch hai giá, hai hợp đồng. Thế vì vậy mà cái việc là thành lập cái sàn giao dịch bất động sản, cái sàn gọi là giao dịch cái quyền sử dụng đất là một cái nhu cầu cấp thiết trong cái bối cảnh là chúng ta đang hoàn thiện các cái quy luật, quy định về pháp luật đất đai, pháp luật nhà ở. Quy định này đưa vào thực thi, điều tiên quyết mà các sản phẩm muốn được giao dịch qua sàn giao dịch quyền sử dụng đất là phải có thông tin được niêm yết cụ thể, rõ ràng, với sự kiểm chứng chặt chẽ, đặc biệt là tính pháp lý và công khai giá. Đây là cách dùng một mũi tên nhưng nhắm trúng hai mục tiêu, tạo căn cứ quan trọng giúp người mua thực hiện giao dịch, đồng thời ngăn ngừa tình trạng mua bán nhà trên giấy, hoạt động lừa đảo, thông tin sai sự thật, mua bán nhà hai giá, lũng đoạn giá. Quả thực, chính là cơ sở tiền đề để thị trường nhà đất đi vào quỹ đạo, phát triển ổn định hơn, bền vững như chúng ta vẫn mong muốn. Lợi ích của sàn giao dịch quyền sử dụng đất là ở chỗ giúp nhà nước hạn chế được thất thoát trong việc kê khai nộp thuế. Thế nhưng, thách thức chưa dừng lại ở đó. Bên cạnh những cái điểm tích cực mà chúng ta thấy, thì rõ ràng chúng ta cũng sẽ nhìn thấy một số các cái vấn đề phát sinh, nhất là về vấn đề kiểm tra tính pháp lý. Chúng ta đưa cái vấn đề này nó tập trung chỉ là một đơn vị, tức là vừa bán và vừa kiểm tra pháp lý và vừa thực hiện công chứng hạn, thì nó giống như là sẽ tình trạng là vừa đá bóng vừa thổi còi, đó là một cái kẽ hở liên quan đến pháp lý. Rõ ràng việc thành lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất không đơn giản, không thể thực hiện ngay trong một sớm một chiều. Muốn sàn giao dịch quyền sử dụng đất,
thực sự phát huy được tác dụng, không chồng chéo, gây phát sinh thêm các thủ tục hành chính phức tạp, thì quá trình xây dựng, hoàn thiện cơ chế vận hành sàn giao dịch quyền sử dụng đất cần phải được nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành vào thời điểm thích hợp để đảm bảo tính khả thi, đem lại lợi ích tối đa cho các bên liên quan. Thưa quý vị, với những người đang có ý định sở hữu chung cư đều quan tâm đến các khoản tài chính mà họ cần phải nộp. Trong đó có thuế sử dụng đất. Vậy ở chung cư có phải đóng thuế sử dụng đất không? Theo khoản 1 điều 2 luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010 có quy định đất ở tại nông thôn, đô thị thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Cụ thể, tại điểm B khoản 2 điều 6 luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010 quy định như sau. Đối với đất ở nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà chung cư, bao gồm cả trường hợp vừa để ở, vừa để kinh doanh, thì diện tích đất tính thuế được xác định bằng hệ số phân bổ nhân với diện tích nhà của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Hệ số phân bổ được xác định bằng diện tích đất xây dựng nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà chung cư chia cho tổng diện tích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Trường hợp nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà chung cư có tầng hầm thì 50% diện tích tầng hầm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong tầng hầm được cộng vào diện tích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng để tính hệ số phân bổ. Như vậy, căn cứ theo quy định trên, trong quá trình sử dụng nhà chung cư, người sở hữu nhà chung cư vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!